Heo này là mấy tháng rồi em? Heo rừng. Ê, chuẩn heo rừng luôn đây. Ấy, chuẩn heo rừng luôn này. Đấy. Chuẩn heo rừng luôn này. Thấy người nó chạy. Này là heo rừng hay heo mọi em? Heo lai á. Lai à? Không, heo rừng nè, cái mỏ nó dài nè. Cái mỏ nó dài dài nè. Ừ. Gà nó ở chung với heo luôn trời. Nè gà. Trước là nhà em nuôi dê nữa. À vậy hả? Ướt người em, vô đi, vô đi, hai đứa vô đi. Hello các bạn, đây là đang ở địa phận của huyện Khánh Linh, Bình Thuận. Ôi, đây là đường rải xe lửa nè, rải xe lửa rồi. Gà gì mất ở đây nhìn, như gà.